đây mình Sima đây. Và trước khi mà vô video này á, mọi người nhớ là để lại cho bé Lâm xin một like này, cũng như là một đăng ký kênh nha. Hôm nay là tôi lại với Lâm muốn mang lại cho anh em một combo kỹ năng mà phải nói là bắt tử trong chế độ độc lăng chiến luôn anh em. Đúng ơi. Đúng rồi anh hai ơi, kỹ năng này siêu mạnh luôn. Đầu tiên á chính là kỹ năng của Garden nha anh em ơi. Và kỹ năng này như anh em cũng biết là cực kỳ bá đạo rồi, cũng như là kỹ năng của Kylie nha, thì tăng tốc chạy anh em ơi. Và kỹ năng của Unreal đấy, giảm là không giáp anh em ơi. Kỹ năng này trâu lắm anh em à. Và cuối cùng chính là kỹ năng của Yota nha. Hình như kỹ năng của Yota bắn trúng hồi máu phải không anh hai? Đúng rồi anh em ơi, kỹ năng của Yota này á, chỉ cần anh em bắn trúng địch đó là anh em sẽ hồi máu nha. Rồi, bây giờ là không làm vòng nữa, tôi sẽ bắt đầu trận đấu cũng như là cho bé Lâm nó bắn luôn nha anh em ơi. Và anh em đừng quên là ấn like mạnh clip này nha. Ok, vô luôn nha. Hợp lý rồi. Ok anh em ơi, trong trận đấu này bé Lâm có nhiệm vụ là chấp trước bóng dáng nha anh em ơi. Bây giờ em sẽ chấp trước bóng dáng cho nó căng. Ok, thì trong trận đấu này á, nếu như mà mỗi một kill mà em bắn được hết sọt á, anh sẽ cho em là 5k kim cương. Ok luôn anh hai. Đây rồi, bé Lâm là đang giao bộ AFK anh em ơi. Dân chơi này máu chiến vậy, vừa lên là bắn em luôn. Vãi nồi nó cà khẻ luôn kìa anh em ơi, trời ơi là trời. Thanh niên này có vẻ là có máu cà khẻ luôn rồi đấy. Sao em cứ bị cà khẻ hoài luôn đó anh hai? Tính ra là từ lúc mà bé Lâm là chấp trước bóng dáng tới bây giờ anh em là đa phần là toàn bị cà khẻ anh em ơi. Ảo ma Canada thật sự luôn ấy. Mấy dân chơi này cà khẻ em nhưng mà bị em lật kèo được anh hai ơi. Dân chơi này á là mình thấy hành động là có vẻ khá là vip nè anh em ơi. Toàn hành động mà khá chi là chất chơi người dơi luôn ấy. À, hành động siêu này trời ơi, siêu của Gondo anh em ơi. Được thế nhầy. Ok, rồi bắn rồi anh em ơi, một ván đầu tiên nha. Nãy giờ anh em chưa ấn like và đăng ký kênh cho bé Lâm á, thì đừng quên là để lại cho bé Lâm xin một like này, cũng như là một đăng ký kênh nha. Bé Lâm kêu mọi người ấn like đi mày. Mọi người nhớ ấn like và đăng ký kênh cho em nha. Ok, nhớ là giúp bé Lâm lên 300k sub nha anh em ơi. Đây, vẫn tiếp tục là AFK này. Ui, nó lại cà khịa nè anh em ơi. Cái hành động này mắc cười vậy. Thanh niên này là có một số hành động phải nói là nhìn thấu hài vái nồi luôn anh em ơi. Có cả là hành động ngồi ghế nữa này. Ngầu lòi thế nhầy. Mình nghĩ là thanh niên này có vẻ là bờ rồ đó anh em ơi. Nó cà khịa nhưng mà mình nghĩ là nó không gà đâu. Trời ơi là trời, kết phối đồ này là của dân chơi tự chiến nè anh em à. À, cẩn thận nha Lâm ơi. Coi chừng bị nó win 5 ván là trời nhục như con cá nục luôn ấy. Sao mà win được anh hai ơi. Rồi, bo vô nhưng mà vẫn chưa thấy bắn nè anh em ơi. Thanh niên này đúng kiểu là thánh cà khịa luôn anh em à. Bắn đi năn nỉ luôn ấy. Rồi ok anh em ơi, cuối cùng nó cũng bắn rồi nha. Với Lâm á là chỉ cần chấp thêm 2 ván nữa là được bắn rồi nha anh em ơi. Em chấp thêm 2 ván là em được bắn rồi anh hai ơi, em nôn quá à. Cố gắng là kèo nha mày. Trời ơi là trời, bắn mà làm sao để thua luôn là thôi nhục như con cá đục đây. Sao mà thua được anh hai ơi. Với Lâm là trong trận đấu này nó mua cây mini Uzi anh em ơi. Cái này nói chung là cũng không có gọi là cần thiết lắm anh em ơi, cũng không mạnh ấy. Cho nên là bé Lâm mua luôn anh em à. Nếu như mà bé Lâm ở trong trận đấu này nó mua cái cây UMP này kia là sai lầm tôi trẻ anh em ơi. Nhưng mà theo như kinh nghiệm bé Lâm thì nó mua cái cây mini Uzi ấy. À, dân chơi này vẫn cà khịa này. Dân chơi này cà khịa hoài ta, bắn liền luôn đi mà. Nhưng mà mình thấy là thanh niên này có một số hành động phải nói là rất chi là ngầu anh em ơi. Như kiểu là hành động đánh đàn này. Trời ơi là trời, ngầu lòi luôn ấy. Em hay đánh cho tia lửa luôn á anh hai. Chắc chơi người dơi cực kỳ luôn anh em ơi. Không biết là cái hành động này trong mạng tôi có không anh em ơi. Ok, bo vô này nhưng mà tôi vẫn chưa thấy nó bắn anh em ơi. Bắn đi. Vẫn cà khịa này, trời ơi là trời, báo đời báo kiếp thật sự luôn ấy. Rồi, ok, ba ván nha. Ok, ván cuối cùng là bé Lâm được bắn rồi nha anh em ơi. Cổ lên Lâm ơi. Ngon quá anh hai ơi. Trời, cái gì cũng phải từ từ chứ mày. Bé Lâm là chấp xong ván này nó là được bắn rồi nha. Một hồi em cho thanh niên này nè ăn 10.000 cái hành luôn anh hai ơi. Chứ có tội dám cà khịa em. Thanh niên này là có hành động siêu của Ronaldo luôn anh em à. À, chắc chơi người dơi đây. Ui, vãi nồi, có một số hành động cà khịa. Tôi nói là tấu hài vãi nồi luôn anh em ơi. Ok, tôi vẫn chưa thấy là kiểu cái dấu hiệu là bắn nè anh em ơi. Trời ơi, bắn lẹ đi mà. Tính ra là thanh niên này cứ đứng gật khẽ anh em ơi. Nhưng mà thanh niên này hình như là fan của Ronaldo anh em à. Tôi thấy là có mà hành động siêu của Ronaldo ấy. À đúng rồi đó anh hai ơi, từ nãy tới giờ em để ý đó. Ok, vẫn gật khẽ này. Á à, đùa vãi nồi thật sự luôn anh em ơi. Ok, rồi xong rồi nha anh em ơi, ngon rồi. Giây phút lật kèo tới rồi anh em ơi. Đây rồi, dân chơi này sẽ tới công chuyện với em. Bữa nay cái tội cà khẻ mày lấy luôn 50 cái nồi cơm điện đó luôn anh em ơi. À đâu rồi, từ từ nha Lâm ơi, nhớ là thả con nhà anh chuẩn vô nha. Ok luôn hai ơi. Rồi anh em ơi, cuối cùng là thanh niên kia cũng xuống rồi. Bây giờ em sẽ thả nhện. Ok, thả nhện Lâm ơi, thả nhện đi. Đấy, đây hợp lý nè. Rồi đúng rồi, đúng rồi, ui trúng rồi kìa Lâm ơi. Sao mà đỡ được. Ra đi, không bao giờ trở lại luôn chứ còn gì nữa. Rồi bây giờ là tới số 1-4 rồi nha anh em ơi. Ngon thật sự luôn anh em ơi, mới vô trận đấu đầu tiên là bé Lâm thả con nhện cực kỳ là chuẩn luôn ấy. Chẳng sao là em
sẽ thả con nhện tiếp anh hai ơi. Chỉ cần là thả con nhện chúng nó phương á anh em là đâu đó 90% là tỷ lệ thắng rồi anh em ơi. À, phai lan giò trâu này. Đây nè, chúng luôn. Đúng ghê ông nội. Từ từ anh ơi. Thanh niên kia có vẻ là bắn cũng khá là máu chiến đây. Hồi nãy giờ mình thấy là chủ động công 15 cực kỳ luôn đây anh em à. Nè. À, vẫn chưa có dấu hiệu mà lên đầu này. Ui, thanh niên kia có đem hai bơm keo hồi máu. À, đây rồi, chơi lắm ơi. Chạy đi đâu vậy bạn? Hết sọt luôn rồi, chứ còn gì nữa. Rồi, bây giờ tỷ số là 2-4 rồi nha anh em ơi. Còn 3 ván nữa là win rồi anh em ơi. Vô mánh rồi. Đúng rồi đó anh hai ơi, vô mánh rồi. Bây giờ em sẽ lập kèo cho anh hai coi luôn. Ê, bé Lâm ơi, em đang có là kỹ năng của gia đình rồi đây. À, dân chơi này tới công chuyện với em rồi. Phai lan giò heo này. À, khuyến mãi thêm trái phai lan giò trâu này, chúng không? Ui, dân chơi này chọi ngược lại anh hai ơi. Ui, thả nhanh lắm ơi. Đây rồi, chúng không, chúng không? Dính lại sao không dính anh hai? Đây rồi, yếu rồi Lâm ơi, chơi hay này. Nè. Để mày bắn gì vậy mày? Sao mà đó được? Thì gớm là trời. Ui, vãi nồi thì nên làm bắn mấy cái luôn anh em ơi. Thanh niên kia nói đạn hay quá anh hai ơi. Thề luôn kinh đấy. Hồi nãy là mình thấy là thanh niên kia lắc đầu qua lắc đầu lại là bé Lâm bắn không được lên đầu luôn anh em ơi. Đúng rồi đó anh hai, thanh niên này nhây lắm luôn đó. Né đạn kinh thật sự luôn ấy. Thì rồi, phai lan giò trâu này chúng không? Ui, chúng rồi nè, từ Lâm ơi. Bây giờ là anh nghĩ là nó đang cũng yếu ở đây. À, trong trận đấu này em quan sát được không? Trời, được chứ anh hai, chặn nào mà em không quan sát được. À, từ bây giờ trong trận đấu này không cần em phải quan sát đâu, em chỉ cần bắn hết sọt đó là anh cho em 10 cây kim cương luôn. Ok luôn hai ơi. Rồi, ui không trúng mấy Lâm anh em ơi. À, đây rồi anh em thấy là cái máu của mấy Lâm là đang hồi này, tại vì là bắn trúng một viên đó là sẽ hồi máu nha anh em ơi. À, từ mình tỉnh Lâm ơi. Ui, hình như là tôi thấy là nó đang bơm máu hay sao ấy. Dân chơi này đang bơm máu hả? Ok, công lên không máu luôn Lâm ơi. Công lên nè, hết sọt luôn hai ơi. Ok, bây giờ tỷ số là 4 đều rồi nha anh em ơi. Đây chính là một trận đấu cuối cùng nè anh em ơi, ngon rồi. Ok, bây giờ để xem là trong trận đấu này bé Lâm win được không nha. Em sẽ cho thanh niên này ăn 1 tỷ cái hành luôn hai ơi, cho cái tội dám gờ khỉ em hả. Bé Lâm là trong trận đấu này đang có là combo UMP nha. Thì rồi, cố lên Lâm ơi. Hình như là nó di chuyển bên kia. Vì thái nhận sớm như mày. Trời, thái nhận trước anh hai ơi. Nếu như thanh niên này sụt lui lỡ chúng thì sao? Ê, chúng rồi kìa Lâm ơi. Chúng luôn kìa, vừa nói với tiếng. Đây rồi. Hết sọt luôn. Ok anh em ơi, cuối cùng là bé Lâm cũng đã win rồi nha. Combo kỹ năng này là khá chi là bất tử luôn anh em ơi. Tại vì là kỹ năng gia đình đó là khống chế đối phương này, cũng như là kỹ năng của Ellie là anh em di chuyển nhanh này. Kỹ năng của Andrew thì cái địch bắn anh em là cảm nhận thề luôn, rất là trâu luôn anh em ơi. Và cuối cùng chính là kỹ năng của Yota, khi mà anh em bắn trúng địch đó là anh em sẽ hồi máu nha. Trong trận đấu này là bé Lâm đang có là 1602 đam anh em ơi. Ui, cũng nhiều đó anh hai ơi. Ok, sẵn đây là thông báo với anh em là dạo này kênh bé là Sima của mình á, mọi người cũng mới xem ấy, thì anh em nhớ là ghé kênh bé là Sima của mình cũng như là xem video vào 10:30 sáng mỗi ngày nha. Mình đăng video vào 10:30 sáng mỗi ngày anh em ơi. Ok nha, nhớ ủng hộ mình nha anh em ơi. Mọi người nhớ qua kênh Sima ủng hộ cho anh Sima, rồi nhớ cho anh Sima một lượt like, một lượt đăng kênh nha. Ok, bé Lâm kêu anh em qua cũng như là xem video ủng hộ tôi á, nhớ là qua nha. Cảm ơn em nhiều nha. Bây giờ thì chắc có lẽ là tôi lại là bé Lâm sẽ dừng video đây nha anh em ơi. Bye bye.